Hello, xin chào quý cô chú, quý anh chị và các bạn yêu cây đu đủ. Hôm nay mình chia sẻ cách trồng đu đủ lùn, đu đủ có dáng đẹp và có gốc và có độ nghiêng đẹp luôn. Trước tiên, ta sẽ chuẩn bị những cây đu đủ được ươm vào chậu hoặc được ươm vào bầu đất khoảng cỡ 2 tháng tuổi, có độ cao là 40cm hoặc tầm khoảng 2 gang tay. Ngay từ đầu tiên, ta sẽ chuẩn bị đất tơi xốp và một lượng phân bón hữu cơ phù hợp tầm khoảng 2 nắm. Ta sẽ đảo đều và trộn lẫn với đất để tránh tình trạng lượng phân không đều thì cây con sẽ bị mặn quá hư rễ. Nếu các bạn không có loại phân này, các bạn có thể dùng phân bò, hoai mục hoặc phân rác thải. Sau khi ta được ủ xử lý qua nấm bệnh, nếu các bạn không xử lý thì cây con sẽ bị hư rễ do loại nấm bệnh hại lúc còn non. Bước đầu tiên thì các bạn đặt cây nằm sát đất và phủ lên một lớp đất mỏng. Các bạn đừng lo cây đu đủ ở thế nằm nghiêng này. Sau 3 ngày, cây sẽ tự ngóc đầu lên và phát triển bình thường.